Nam bảo vệ của một cửa hàng tiện lợi tại Bình Dương nghi bị băng nhóm giàn cảnh rồi bẻ khóa trộm xe của khách. Phía công ty và chủ xe yêu cầu bồi thường nên nam bảo vệ phải ứng trước nhiều tháng lương để đền. Theo đó, khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng 4, ông Huỳnh Thanh Kiều, 66 tuổi, quê Hậu Giang, làm bảo vệ tại cửa hàng tiện lợi ở khu dân cư Việt Sinh, phường An Phú, thành phố Thuận An, thì có người tới bắt chuyện hỏi về chậu cây cảnh đặt trước cửa hàng khi nam bảo vệ mất cảnh giác quay lưng đi thì bất ngờ xuất hiện hai đối tượng đi tới bẻ khóa trộm một xe tay ga của khách rồi tẩu thoát. Vụ việc sau đó được trình báo công an địa phương tới điều tra. Phía công ty bảo vệ và chủ xe cũng thương lượng với nhau, yêu cầu ông Kiều phải đền cho một số tiền lớn để mua lại xe khác. Tuy nhiên vì cuộc sống khó khăn, không có tiền nên phía công ty sẽ cho ông Kiều ứng trước nhiều tháng lương để có tiền trả cho chủ xe. Biết được vụ việc, Tối ngày 22 tháng 4, nhiều người đã tới thăm hỏi, hỗ trợ đồ ăn và tiền cho nam bảo vệ tội nghiệp này. Riêng hai đối tượng trộm xe còn thực hiện thêm một vụ trộm xe SH ở phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An chỉ sau đó 20 phút. Hiện vụ việc đang được công an điều tra truy xét.